Tết Nguyên Đán 2022 đang đến gần, thế nhưng khác với không khí rộn ràng như mọi năm, năm nay các vườn hoa cúc trên địa bàn huyện Hòa Vang lại trầm lắng, thưa thớt thương lái đến mùa. Ở thời điểm cận Tết, dù các vườn đã chủ động hạ giá, nhưng các đơn hàng cũng không tăng đáng kể, hàng ngàn chậu cúc vẫn còn nằm vườn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại làng hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Cũng như nhiều hộ trồng cúc tại làng hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, những ngày này bà Võ Thị Tươi không khỏi lo âu khi vườn cúc hơn 1.200 chậu của mình mới chỉ xuất được 200 đến 300 chậu. Bà Tươi cho biết, nếu so với những năm trước, khoảng 20 Tết, vườn cúc của bà đã được đặt mua hết. Mùa bón khó khăn lắm, không thể thuận lợi như mấy năm. Dịch đồ đây nó bón nó ế lắm, đứng ở tựa giường không bón được. Mấy năm họ bọn họ tới, mà năm nay họ đây hết trơn, họ không tới hết trơn. Cùng cảnh ngộ với bà Tươi, hơn 10 hộ nông dân trồng cúc tại làng hoa Dương Sơn đang chờ thương lái đến mua. Những chuyến hàng lác đác chở hoa xuống phố như thế này chỉ là những tia hy vọng nhỏ đối với bà con nông dân giữa thời điểm dịch bệnh khó khăn như thế này. Cái lo ngại là cái lỗ thì phân thúc quá đắt. Nhận thấy tình cảnh khó khăn chung của năm nay, các cấp hội trên địa bàn xã Hòa Châu hỗ trợ tìm đầu ra và mặt bằng để các hộ trồng cúc tiêu thụ nhanh nguồn hàng để đón Tết. Thường là tới cái mùa này á, là người ta họ sẽ đổ xô gì cái vườn hoa để mua hoa. Nhưng mà do dịch á, thì người ta không đến, thì giờ mình vận động những cho chị em mở tất cả các cửa hàng hoa tại qua cái đất của sở quản lý, tạo điều kiện cho chị em mượn đất để mà xây dựng mấy cái cửa hàng để trưng bày quảng bá cái hoa tại các con đường mà ở khu nông cảm và cả công nghệ. Vụ hoa Tết luôn được bà con nông dân đặt nhiều kỳ vọng để kiếm nguồn thu trang trải cho những khoản chi tiêu cuối năm. Thế nhưng với tình trạng này, các hộ trồng hoa có lẽ sẽ còn phải chật vật, xoay sở để trang trải cho những ngày sắp đến.